Đang kéo về này anh ơi. À rồi nó phải trên nghìn. Chịu, lùm hôm nay chịu rồi. Lùm hôm nay không làm chịu rồi. Vi phạm quá. Phí quá, hôm nay không làm lùm. Đấy, người đi đường phát chán luôn. Vâng. Vâng, lâu lắm rồi. Lùm chưa làm xong cô ạ. Chán thật. Đông quá. Bày như mũi anh em nha. Hơi gió tí. Kìa còn một nửa kia kìa. Mấy cái lùm cũ là trước cắm gần bờ, nước này sâu không đánh. Mấy còn có chỗ mà đậu. Quấn hết vào nhau đằng kia. Ôm em nọ người ta gỡ rồi. Cháu ơi ôm nhau không một lội nước nhờ người thì đi biệt trì hết rồi. Thế giờ là nào? Giờ ít người bắt thì nó lâu. Lâu. Vâng, chắc chắn nó không ngủ hết đây, nó ngủ hai lùm rồi. Ngủ lùm bên kia nữa thì bắt không bên này xua bên kia sang. Được hôm nay số sổ chim như mọi khi nắng trang trang nó cũng về được. Về ít. Về 200-300 còn cả bõ. Lô này trên 1000 con. Ờ, cả bên kia nữa kìa. Chứ không phải nguyên đây. Nguyên đây thì nó nói chung là không có chỗ đậu. Hôm nay thì cháu định cắm thêm thì ốm quá. Cắm được một đoạn thêm đoạn nữa mà ốm ốm không có lội nước. Đàn nhện này đang không có chỗ đậu. Vẫn kéo đi kéo lại chưa chỗ đậu nhỉ. Mà chưa hạ sát được đàn này. Đang cắn nhau chí trong lùm mà. Vâng ạ. Lưới nó đến đông hả? Vâng ạ. Dỡ bỏ lưới cho nó không sợ. Ôi nó chưa ra.